Tôi ở đây như không phải hạt tiền. Ồ. Con xe buýt mà sao đồ đẹp vậy? Tôi làm gì kiếm được mấy đồ này? Game lỗi rồi bạn ơi, game lỗi rồi. Anh Nhân, hạt tiêu nè. Hello mọi người, mình là hạt tiêu đây. Và bên cạnh mình là Mr. Bean đẹp trai. Yeah. Đó, mới thấy ngủ gục á, may là tỉnh dậy kịp thời nha. Đứng đợi hạt tiêu từ nãy giờ các bạn. Hạt tiêu rủ hôm nay đi chơi quay video clip với hạt tiêu. Mà hạt tiêu đứng đợi đợi tí đồng hồ chưa thay quần áo mới cắt xong. Ơ vậy, có đâu, nãy giờ tôi đợi cậu mà. Nãy giờ tớ đứng đợi cậu đi, tớ mới ngủ đó, chứ con nhân vật cậu đâu có ngủ gần đâu. Quá chuẩn luôn. Rồi, thôi thôi, được rồi. Bây giờ cậu biết là ngày hôm nay tớ rủ cậu qua đây để chơi gì không? Cậu rủ tớ qua đây là để gọi là cholo với cậu luôn. Bởi vì cậu đang đói và cậu đang cần một cái thứ gì đó. Xong rồi cậu sẽ đòi tớ mua đồ ăn với cậu, trà sữa nè, cậu mắm tôm nè, bún bò nè đó. Cậu đúng là... Là gì cậu nữa? Cậu đúng là bạn thân hiểu ý tớ số 1 trên đời luôn á. Ai sao cậu biết là tớ sắp gọi là định rủ cậu solo chơi kèo tiếp tục vậy? Bởi vì cứ mỗi lần mà Hạt Tiêu mà gọi điện cho mình ấy và bảo Vít ơi, làm kèo không là mình biết lúc đấy là Hạt Tiêu đang có nhu cầu ăn uống rồi bạn. Đang thèm, đang đói một cái gì đó nhưng mà muốn gọi là kiếm gọi là người ta gọi là muốn tìm một lý do. Hạt Tiêu không ngại ăn, Hạt Tiêu chỉ cần lý do thôi. À, nói chung là ngày hôm nay không phải là một mình tớ thèm, nhưng mà tớ thể theo yêu cầu của các bạn nữa. Các bạn nhỏ rất là thích là chúng mình sẽ solo với nhau và là gà kèo. Không phải là lộn, không phải là gà kèo mà là chơi kèo với nhau, kèo nấu ăn. Chơi kèo hả? Ừ, chơi kèo nấu ăn luôn. Chứ hồi tại hôm bữa là tớ nấu mì ý với cậu đó. Cho nên là các bạn rất là muốn tớ thắng và được thấy là cậu nấu ăn cho tớ. Nếu như ngày hôm nay mình với Tiêu solo một kèo nào đấy, mình vẫn chưa biết kèo gì nha bạn, mà Tiêu thắng thì chúng mình sẽ gọi là thực hiện kèo đó nha. Và quay lại vlog chưa? Ui, quay lại vlog nấu nướng luôn hả? Vậy là không, có vlog không, luôn, không, có thể, vlog. Không thể nào xạo được, không thể nào mà xạo là đi mua ở ngoài rồi trả kèo được đúng không? Là chắc chắn là phải đúng tự rồi, nấu. Đúng rồi, phải có vlog trả kèo làm, đâu làm bằng chứng cho các bạn coi luôn đúng không? Đúng rồi. Được luôn, tớ sợ gì, tớ tự nấu mà, tớ có xạo đâu. Yeah. Rồi hôm nay tụi mới quay lại là cậu muốn rủ tớ kèo gì nào? Ok, hôm nay thì tớ có một cái trò chơi rất là thú vị đối với cậu. Cái trò chơi đó nó ở trong cái game này mà không biết là cậu đã chơi thử cái tính năng đó hay chưa. Tại vì tớ biết là lâu rồi cậu mới quay trở lại Play to Video dạo gần đây thôi đúng không? Cậu muốn tớ chơi tính năng gì nào? Tớ lâu rồi tớ mới quay lại thiệt, nhưng mà tớ chơi hơi nhiều đấy nha. Ghê à? Ở trong trung tâm mua sắm á, nếu mà cậu chưa biết thì trong trung tâm mua sắm bây giờ là nó đang có cái gọi là trình diễn thời trang. Cậu biết đâu? Trình diễn thời trang à? Đúng rồi. À, trình diễn thời trang cái này tớ biết chứ, tớ có chơi mấy lần rồi. Ủa vậy hả? Ok, ừ. vậy thì được. Cậu nếu cậu đã biết chơi rồi thì dễ rồi. Thế thì chúng ta. Ê, mà Tiêu ơi, trước khi chơi tớ chỉ cho cậu một cái điều bí mật thú vị nào. Là gì? Tớ phát hiện ra trong nhà cậu có trộm. Trộm? Đó, chạy đó. Nhìn thấy không? Thấy. Thấy rồi, nhìn thấy không á? Thấy. Để tớ ra tớ tiêu diệt trộm cậu. Ôi! Không phải trộm đâu. Này, chạy là ai vậy? Này là bé fan cứng của tớ mà. Ôi trời ơi. Ồ, fan cứng mà sao chui trong nhà xong đứng mà nằm nhò nhò. Chắc lại là bé đó, mỗi ngày bé vào nhà tớ để tưới nước chăm sóc bé cho tớ đó. Ôi, thôi cậu đừng có đánh bé, để tội nghiệp, đừng có đánh. Tớ có đánh đâu, tớ đấm hả? Hay quá. Vậy thì ngày hôm nay, Vịt với cả Tiêu sẽ chơi solo siêu sao thời trang để xem ngày hôm nay Vịt mới là fashionista hay là Hạt Tiêu là next top model nha bạn. Thử coi là ai là phối đồ độc lạ hơn và sẽ chiến thắng trong cái cuộc thi lần này nha. Rồi bây giờ cậu chọn fashionista ta đi, ngôi sao thời trang đi. Các bạn ơi, các bạn xem video hãy nhớ là comment xuống dưới đoán xem là ai là người thắng nha. Ok, bạn nào mà dự đoán được từ bây giờ mới biết nè. Yo. 4, 3, 2, 1. Yo, tớ ra. Rồi bây giờ tranh thủ trong lúc mà chúng ta gọi là đang chuẩn bị đến với cả sàn diễn thời trang thì bây giờ cậu nghĩ kèo nào, kèo gì nào? Dạo này tớ thấy là ở Sài Gòn mưa hơi nhiều nhờ. Mưa hơi nhiều thì liên quan gì? Mưa hơi nhiều cho nên là tự nhiên cái tớ thèm bánh xèo. Chủ đề ngày hôm nay là chim cánh cụt lành mạnh thôi. Chim cánh cụt. Chết rồi, rồi các bạn ơi. Mình không có đủ kim cương để mua đồ VIP rồi. Tôi sẽ có rất nhiều kim cương, tôi sẽ mình phải đối phối đồ bình thường à? Ok. Tôi sẽ dùng VIP. VIP thì thực ra chỉ là nhiều đồ đẹp hơn thôi chứ không đâu có giải quyết được gì đâu. Quan trọng là thẩm mỹ, cậu hiểu không? Yeah. Tôi là kèo bánh xèo đúng không? Đúng rồi, tại vì tớ có biết có biết làm bánh xèo không nhở? Bánh xèo á, tớ biết. Bánh xèo bước 1 là chúng ta sẽ cầm tiền đi mua nguyên liệu. Bước 2 chúng ta ra quán, bước 3 chúng ta ngồi ăn đấy. Đó. Ủa, hồi nãy ai kêu là quay video
ngày đi ăn bánh xèo đấy. Không, cậu phải tự làm, cho tớ ăn cậu nấu mà. Tớ làm sao tớ nấu được bánh xèo, tớ mà nấu bánh xèo là mốt là tí nữa nấu xong nó ra cái bánh gọi là cái bánh. Thì quay bánh gì lên nấu đó. Thế cậu có chơi được kèo này không? Kèo này hả? Kèo này nói chung là tớ không nấu được, tớ mua được không ạ? Không, cậu phải nấu. Đúng. Cậu nấu hả? Tớ không nấu bánh xèo đâu, sao quá. Cậu có Google mà, cậu có TikTok, cậu có YouTube mà, cậu có thể coi hướng dẫn. Tớ biết là tớ sẽ chủ động coi, cậu hiểu không? Nhưng vấn đề ở chỗ là nếu mà tớ nấu xong, cậu có chịu ăn không ấy chứ? Là cậu nấu thì nhớ tớ nhá, sẽ ăn hết. Cậu bạn, mình đã được búp 200% sức mạnh của mình. Mình sẽ nấu những cái món ngon tuyệt vời. Ê, cái chủ đề của sàn diễn này là chim cánh cụt đại bạch mà sao mà chơi trời. Tớ cũng không biết, bây giờ tớ đang cố gắng để làm một con chim cánh cụt nhưng mà nó không có đồ gì hết trơn. Chim cánh cụt lạch bạch à? Mình nghĩ là mình sẽ gọi là chọn đây, mình sẽ chim cánh cụt thì đặc điểm của chúng ta. Có, từ gì chẳng có. Đồ chim cánh cụt thì không có nhỉ? Tớ nghĩ là tớ sẽ làm một cái hình tượng nó độc lạ, nó sẽ được nhiều vút hơn. Tớ không cần phải là con chim cánh cụt. À, tức là cậu sẽ biến cái gì thành một cái gì đấy gọi là nó không cần giống chim cánh cụt cũng được hả? Tớ sẽ gọi là đi sai lạc đề luôn, miễn là nó độc lạ là được. À, biết là nẹ mà được đúng không? Theo cậu thấy là phù hợp chủ đề là được đúng không? Tại vì ở đây nó không có chim cánh cụt cho nên là tớ sẽ... À không, kiểu gì chả có, bây giờ cậu đi tìm. Tức là cậu sẽ tưởng tượng ra nếu cậu là một con chim cánh cụt thì những thứ gì nó sẽ liên quan đến chim cánh cụt, cậu hiểu? Thôi, tớ sẽ không tin lời đối thủ đâu. Ăn đù. Sao lại không tin lời đối thủ? Tớ sẽ thôi, cậu giả bộ cậu nói vậy để cho tớ phân tâm chứ gì. Đúng. Đâu, tớ đang nói cho cậu phân tâm đâu, tớ nói cho cậu để cậu mất thời gian thôi chứ gì. Tớ sẽ tự làm theo ý của mình, tớ không nghe lời cậu đâu. Thì tớ đâu có gợi ý cho cậu đâu, tớ ngồi tớ tào lao chính cho cậu mất thời gian để tí cậu thua thì tớ được ăn bánh xèo chứ bây giờ tớ đấu sao tớ ăn. Cậu có tin không? Là bây giờ nếu như mà kẻ tớ thắng kèo, à tớ gọi là tớ từ đầu bánh xèo là tớ chính tớ ăn thử. Thế thì tớ sẽ thí dụ như mà nếu mà tớ thua thì tớ sẽ nấu bánh xèo cho cậu. Còn nếu mà cậu thua thì cậu sẽ nấu một món mà cậu tự tin nhất cho tớ. Nếu mà tớ thắng thì tớ sẽ được cậu nấu bánh xèo cho ăn. Đúng. Còn nếu mà tớ thua thì tớ sẽ phải nấu một món mà tớ tự tin nhất cho cậu ăn đúng không? Đúng rồi. Món gì mà cậu cảm thấy tự tin nhất nào? Tớ nghĩ là món mà khiến tớ cảm thấy tự tin nhất chắc có lẽ là mấy cái món mà như kiểu đậu kho động đất này, trứng sắn bóng đêm nè. Mấy món này hot lắm á. Đậu kho động đất là cái gì? Cậu không biết đâu, món đậu kho động đất nó tuyệt vời lắm á. Tức không có được món nào gọi là nó đàng hoàng hả? Ok, tôi đã có trong một chén gọi là chim cánh cụt lạch bạch. Nhưng mà nãy giờ tớ chuyện, tớ nói chuyện với cậu, tớ không có tập trung gì hết. Xong rồi tớ cái con của tớ nó tèn lắm. Rồi ok, mình đang nhìn thấy rất là nhiều người đã có những cái gì đấy. Rồi, là cánh cụt dữ chưa? Con này con yêu quái hoàng tinh như cánh cụt thì chạy. Cánh cụt, sao? Cánh cụt đầu chọc phải một sao? Con cười đó chứ. Rồi tiếp theo, tớ đi ý sợ nè. Cậu sao chứ, cậu đâu giống con cánh cụt đâu, cậu là con tuần lộc mà. Con tuần lộc. Cái cụt lạch bạch. Con tuần lộc một sao. Cậu không thể giống trong con cá mà tớ cũng cái mỏ hả? Không, nhưng mà cậu không giống con chim cánh cụt, cậu là con tuần lộc bị lùn. Bà này thì cũng là con chim cánh cụt. Hơi cánh cụt nè. Ba sao. Rồi tiếp, đến được ai đây bao giờ mới đến hạt em? Tớ sẽ không nói tớ là ai đâu, cậu tự đoán đi. Cái gì thế này? Cái con gì đây, con nuôi con này nhìn giống con không giống con cánh cụt mà giống con gà hơn. Cái này nhìn trông giống con gà, con gà đen, con gà ở Tốc Bắc đấy bạn. Đây con gà ở Tốc Bắc này à? À, con này nè, con hầm Tốc Bắc này. Cái này giống con gà gầm Tốc Bắc, gà ở Tốc Bắc đấy bạn. Tại sao chim cánh cụt ở trông như này không? Một nhiều bạn hay thích là chọn cái set màu đen đấy con ta. Ok tiếp theo. Ôi bạn này có vẻ cánh cụt nè. Bạn này ok cho 3 sao. Bạn này nhất phải được khoảng 4-5 sao. 3 sao. Sao bạn ấy lại có cái chiếc áo cánh cụt nhỉ? Thì là ở trong này có áo cánh cụt mà. Ai đây? Ai đây? Ai cũng giống cũng đẹp nè, trông cũng đẹp nè. Ôi, trông cũng lạ nè. Cũng có bộ chiếc cánh cụt này cho 3 sao. Rồi đâu, tiếp đâu, hạt tiền đâu. Ủa, hạt tiền ai vậy? Cậu đáng nãy giờ tớ là đứa nào. Ôi, chỗ không nói người ta biết được. Tớ để tớ phải im lặng để lỡ tớ cậu để cho cậu chấm điểm cho tớ chứ. Chết rồi. Chết rồi, mình bị lừa rồi. Ôi đù. Ai vậy? Coi điểm nha, không phải tớ. Tớ vậy. Ồ, là Tiêu kìa. Sao mình thấy con nhân vật của mình khóc vậy? À, tớ cao điểm hơn cậu ơi, tớ 12 sao. Yeah. Sao vậy? Yeah, tại vì tớ mang đồ
đầu kim tinh cục. Con coi thêm bóng đồ tao la. Tớ thắng một trận rồi nhé. Ôi cái đồ không có kim cương. Tớ không có kim cương ơi, tớ không có kim cương kiểu gì tớ cũng vô địch. Hôm qua là tớ nhớ là còn có nhiều kim cương lắm mà sao giờ hết kim cương rồi. Tớ đi quay cần cá mập hết kia rồi. Rồi có ra cần cá mập không? Đã cái đi. Lê. Được rồi, cần cá mập không mà cậu lê tớ. Cậu không nhớ là bữa cậu mở hộp cho tớ bị tèm hả? Không, cậu còn nhắc tớ là cái nỗi khổ của tớ nữa. Khổ gì mà khổ ý, tức là tớ quay cho cậu thấy váy là mặc còn gì nữa. Thì nó cũng đúng, nhưng mà nó cũng đâu có ra được cực cái mặt đâu. Thôi được rồi, chơi tiếp một ván nữa là một ván tớ không phục. Nếu mà còn không phục á, thì tớ sẽ không xài VIP nữa mà tớ sẽ là người bình thường luôn. Đúng rồi, thế mới công bằng chứ bà cô. Ok bà cô, vô. Ok bạn ơi, bạn tớ sẽ cùng để xem là tiêu, nếu như không xài VIP thì có thắng được mình không nha. Sao bạn thứ hai nè. Ok, let's go. Ván thứ hai này tôi sẽ lấy lại tất cả những gì đã mất cho mọi người. Hồi nãy là có bạn nào mà đoán đúng là tiêu là người chiến thắng rồi ạ. Trận đầu tiên thì ai chả đoán được. Thì... trận thứ hai này khả năng là lật kèo nha. Sao ai chẳng đoán được là sao? Bởi vì trận thứ hai này Hà Tiêu nói với mình là Hà Tiêu sẽ không dùng đồ VIP các bạn. Đúng vậy, tớ chơi công bằng, tớ không cần đồ VIP tớ cũng sẽ thắng cậu. Bây giờ để xem này, trận thứ hai này chủ đề sẽ là gì nào? Chủ đề thời trang lần này là phong cảnh sáng tuyết rơi. Tuyết rơi, à đủ. Phong cảnh sáng tuyết rơi là sao trời? Là cái gì con? Sao cái đề gì mà nó khó hiểu phong vậy? Phong cảnh sáng tuyết rơi là cái giống gì á? Ok. Sao nghe nó băng giá rồi nó eo xài ta. Ok. Tớ sẽ mình không... đã rút kinh nghiệm trận trước rồi, mình sẽ không nói cho Tiêu biết mình là ai. Ok, tớ cũng sẽ đoán được cậu là ai. Làm sao cậu đoán được tớ là ai? Tớ nhìn là tớ biết ngay. Cậu nhìn là biết ngay, cậu nhìn tên thì đó chứ gì? Tớ sẽ nhìn tên được lúc mà biểu diễn thời trang là mình đâu có. Nhưng mà lúc thay đồ cậu nhìn được tên thôi mà. Tớ đâu có thèm nhìn cậu đâu. Tớ lo tính thay đồ của tớ mà. Thì cậu lo thay đồ của cậu nhưng mà cậu đi qua cậu mắt cậu sẽ liếc thấy tớ đẹp trai đi qua là cậu liếc đó. Cậu làm như ai cũng như cậu á. Nghĩ là cậu xuyên bụng ta ra bụng người hả? Đâu tớ xuyên bụng cậu ra bụng tớ. Hay quá. Tớ là tớ không thèm, tớ chỉ lo tập trung công việc của tớ thôi. Nhưng mà cậu có thấy là tớ hả, mặc dù tớ có cái VIP ở trên đầu nhưng tớ không cần phải đi vô khu VIP để tớ chơi công bằng với cậu, có thấy không? Đấy người ta gọi là sự fair play ạ, chứ không phải là sự VIP ạ. Sự fair play đó, vậy mà cậu còn nghĩ xấu cho tớ. Tớ có nghĩ xấu cho cậu đâu. Cậu bảo tớ liếc cậu gì? Thì nếu cậu không liếc tớ mà tên của tớ cậu cũng không nhìn thấy làm sao cũng biết đấy là tớ được. Tớ đoán được cái phong cách ăn mặc của cậu. Ủa vậy hả? Làm sao mà cậu biết được gu thời trang của tớ nó tuyệt vời như nào? Sao tớ không biết được tí hồi nữa nên tớ đoán thử là đúng thì tính gì nào? Đây xem là tí nữa xem là Tiêu có đoán đúng không nha mọi người ơi. Mình thì mình nghi là Tiêu đoán đúng á. Bởi vì là Tiêu nãy giờ đi qua lướt qua mình mấy lần rồi. Chạm mặt mình khoảng chục lần từ nãy giờ rồi mọi người. Ôi cậu đoán được tớ á. Tớ đoán cậu làm gì? Tầm này tớ chỉ cần biết là tớ thắng là được, còn mọi người xung quanh tất cả đều gọi là trở nên không được gọi lộng lẫy bằng tớ là ok la. Đúng vậy. Nhưng mà cậu có đấy. Tớ sẽ chiến thắng trong game này thôi. Nói chung là cậu game trước là chẳng qua cậu biết đâu. Tại vì tớ nhường á. Cậu hay nhường quá ha. Trận nào cũng nhường, tớ thắng cái một à. Trận nào cậu cũng thua á. Cậu hay nhường quá ha. Tớ nhường cậu ơi, chứ tớ không nhường mà tớ cứ thắng hoài rồi cậu mốt cậu không còn động lực để chơi nữa thì sao? Trời ơi, thôi cậu á hả? Cậu cứ chơi hết sức mình đi, tớ không cần nhường. Được của nó đấy. À thế à, ok bạn. Kèo này là kèo bánh xèo nè. Mình ngửi thấy có một bánh xèo thơm phức, kim chi đỏ au nè. Thôi. Cậu hả, cậu hay gáy lắm. Ủa chứ không phải là cậu cũng là một trong top những người mà gáy nhiều nhất hành tinh không? Hả, không phải hả? Không. Không phải sao con? Tớ không hề, tớ là một người rất là khiêm tốn. Cậu mà khiêm tốn thì tớ gọi là khiêm gì? Mình tính là mình chơi mình ít khi gáy nha. Nhưng mà Hà Tiêu là gáy ác liệt luôn bạn. Cái nếu như bạn nào mà xem cái video mình thi hái dâu với cả Tiêu ở trên kênh này các bạn. Hà Tiêu gáy từ đầu đến cuối, cuối cùng đến dâu tè lên mình luôn đấy. Mà gáy mà ồ luôn bạn. Gáy quá trời quá đất luôn, xong mình vừa đi hái dâu mình vừa run. Nó không phải là tớ gáy mà là tớ chỉ là tớ gọi là tích cực thôi. Là tích cực dữ chưa con? Tớ tích cực để mà tớ gọi là tớ có động lực để tớ chiến thắng cậu chứ. À là cậu gọi là cậu đang chỉ gọi là một chút tích cực thôi đúng không? Chứ không phải là bùng nổ đúng không? Nãy giờ là tớ không có chạm mặt cậu á. Nhưng mà đố cậu tí hồi nữa cậu có thể đoán được tớ là ai. Và tớ sẽ... Nãy giờ cậu chạm mặt tớ mấy lần á? Có đâu, tớ không thấy cậu được có đúng một lần à. Nãy giờ cậu chạm mặt tớ mấy lần luôn bộ tèo. Ủa là cậu thấy tớ rồi chứ tớ đâu thấy cậu đâu. Rồi ok là xong. Ít xài. Lấp lánh tuyết rơi. Cực đẹp. Sao từ lần này tôi thấy hơi lo ta. Phải lo chứ, bây giờ tập này cậu thắng tới một ván, sao thắng được hai ván được. Rồi ok, chào mừng các bạn đến với cả sân khấu lấp lánh tuyết rơi. Thí sinh đầu tiên. Thí sinh đầu tiên.
chắc chắn không phải hạt tèn các bạn. Hạt tèn không ăn mặc kiểu này. Hạt tèn không ăn mặc kiểu này các bạn, không sơ sài như thế được. Không tin. Rồi, thí sinh thứ hai. Tiếp theo. Ủa? Không phải hạt tèn luôn. Thì sao cái mặt lạ vậy? Mặt này không phải hạt tèn các bạn. Cái mặt gì như con gấu vậy? Con người hay con gấu vậy? Bộ này thì trông cũng gọi là giống mùa đông các bạn, nhưng mà nó chưa được đậm lắm. Tôi không chấm điểm. Tôi nhìn đấy, tôi ở đây nhưng không phải hạt tèn. Bạn này cũng đẹp nha, bạn này cũng được nè. Tôi cho ít ít điểm này để tôi có cơ hội thắng mọi người, tôi hơi xấu tính tí. À, hóa ra chưa phải hạt tèn à? Đấy không phải hạt tèn. Đây này lừa đồ không kịp nè. Đấy không phải hạt tèn, không chậm rãi đâu bạn, không đơn giản đâu. Vừa điểm. Bạn cứ kêu bạn đó vừa điểm. Ui. Trông cũng eo xà đấy, cũng được, cũng ok. Đầm đẹp gì? Lấy cái đầm ở đâu ra gì? Cũng gọi là... cũng có tí gọi là... Ông này thì Giáng sinh nè. Giáng sinh tuyết rơi nè. Phong cảnh sáng tuyết rơi, đây không phải sáng, đây là tối. Đây một tối rồi. Một lâu là tối rồi. Mà thay cái tóc không tiếp. Kịp. Nhảy nhảy nữa. Tôi nghĩ là hạt tèn là một trong hai người cuối các bạn ạ. Mr. Dịch ra ta. Đây không phải. Phải không đó? Ôi, Mr. Dịch đi không rồi phải. Hả? Mr. Dịch đâu rồi? Mr. Dịch. Làm sao mà cậu biết được? Tiếp. Ủa, Dịch đâu rồi? Dịch qua rồi à? Mình chết rồi, chả lẽ mình chấm điểm cho Dịch rồi hết ta? Ai ta? Mình chấm điểm. Ai ta khó đoán các bạn nào? Chúng ta cùng đến với cả bộ phim Lật Mặt 7. Ai đây? Chết rồi. Đó là ai? Hình như là mình chấm điểm cho Mr. Dịch rồi. Ôi đâu? Cái này là cậu xài VIP nè. Đâu, tớ đâu xài VIP đâu. Tôi sẽ biết mà sao đồ đẹp vậy, tôi làm gì kiếm được mấy đồ này. Đâu, tớ đâu, đâu phải tớ, tớ dưới mà. Tớ hạng 2 mà, cậu nhìn lộ vậy hả? À, không phải à? Ờ, cậu hạng 2, cậu là con đầu tiên. Trời ơi, tại sao cậu lại ăn mặc kiểu như gì? Tại vì tớ không có đồ VIP. Mà sao ăn mặc kiểu như vậy mà vẫn được hạng 2 là sao? Game lỗi rồi bạn ơi, game lỗi rồi. Yeah. Những người chấm trong này là thiên vị các bạn. Quá là thiên vị sao rồi. Sao như vậy được? Với bạn này có biết, cái game này nó có biết mình đâu? Cực. Nó có một cái sự gọi là gì gì đó mờ ám ở đây. Nè, thứ nhất là tất cả các bạn ấy đều không biết tên tụi mình, rất là fair, rất là công bằng. Mà không hề có một cái sự gọi là tiêu cực nào ở đây cả. Không fair nha. Sao cậu nói xem, sao lại là không fair? Bởi vì là trận 1 là cậu vẫn có lợi thế hơn, tớ là cậu có đồ luxury nha, chứ không đáng lẽ trận 1 tớ win rồi. Ôi, sao? Bây giờ trận 2 á, tớ cũng không xài đồ VIP luôn. Mà cậu vẫn không chịu là tớ thắng à? Trận 2 là bởi vì là game lỗi rồi. Ok giờ, bạn ơi, theo các bạn rằng là hạt tiêu mặc đồ thời trang phối đồ như vậy thì có gọi là xứng đáng để đá tóc không? Các bạn nhớ chấm điểm xuống cho mình nha. Không. Ok, kết quả trong game bây giờ có rồi. Kết quả trong game là tớ có chơi có chịu được chưa? Rồi, okay, tớ sẽ trả kèo cậu, được chưa? Yeah. Nhưng mà kết quả công bằng mà nói đi, các bạn xem video, các bạn xem hai ván thì liệu hạt tiêu có thắng mình được mình cả hai ván không? Các bạn chấm điểm của mình xuống dưới nha. Đòi lại tới công bằng nha các bạn. Nhưng mà bây giờ tớ muốn cậu nói rõ ràng là cậu sẽ nấu gì cho tớ ăn nè. Nấu gì cho cậu ăn à? Tớ sẽ nấu một cái món nào đó đi, ngon nhất đi. Tớ sẽ nấu một món ăn cho cậu ăn. Dạ, cậu sẽ bí mật về cái tên bí món mật, ăn. Bí mật. Và các bạn sẽ phải chờ đợi là món ăn đó là món ăn gì đúng không? Chờ xem vlog là biết. Vlog đi luôn á. Wow. Đúng hẳn một vlog trả kèo hoa tiêu luôn. Ok, tớ sẽ chờ đợi cái món ăn đặc biệt của cậu nha. Các bạn nhớ đợi ở bên kênh Mr. Vịt Vlog nha mọi người. Mình sẽ có video trả kèo hoa tiêu. Cuộc đời tớ là chưa được một bà tên con trai nào đó ăn cho đến ngoài bố tớ. Ok, vậy thì bây giờ tớ sẽ nấu ăn cho cậu được chưa? Rồi ok. Ok. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem đến hết video ngày hôm nay. Và đừng quên nhấn like video và đăng ký kênh cho tôi nha. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nha. Bye bye. Bye bye mọi người đi. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Chào nè. Chào nè. Nhiệt tình vô. Chào trong game. Chào. Chào.